Vâng, xin kính chào quý anh chị và khách hàng đã tới với những video của em Trung. Và hôm nay là ngày 20 tháng 5, em Trung sẽ lên sóng và báo giá các mẫu xe hiện tại đang có tại showroom bên em và những mẫu xe vừa về tại showroom nha các anh chị. Và hôm nay là ngày và hôm nay Sài Gòn Ca nằm tại vị trí là 613 quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước, Thủ Đức nha các anh chị. Cách ngã tư Bình Phước hướng về Sài Gòn chỉ 1 km nha các anh chị. Và cách bến xe miền Đông là tầm 3 km. Và trong buổi chiều hôm nay thì em cũng Sài Gòn Ca vừa về các xe nên em sẽ quay trực tiếp cho anh chị các mẫu xe hiện tại vừa về nha các anh chị. Đây, trước mặt các anh chị là một con Kia Morning số sàn 2017 nha, Kia Morning SI số sàn 2017, chạy 6 vạn nha các anh chị. Bên em đang bán với mức giá là 248 triệu nha, 248 triệu. Một con xe phân khúc hạng A, nhỏ gọn, thích hợp cho quý chị và khách hàng đi trong phố này, 248 triệu nha. Rồi tiếp theo, cái bên em đây em đang có một con Honda City 2017 bản top nha, màu xám, chạy 77.000 km, bên em đang bán với mức giá là 410 triệu, mang biển Đồng Nai nha các chị. Con xe này cũng rất là đẹp, rất là mới, đăng kiểm thì còn tới tháng 9 năm 2023 nha. Honda City bản top 2017 bên em đang bán với mức giá là 410 triệu. Đây rồi, đây kế bên em đây là một con Suzuki Ertiga Sport 2021, con này chạy 24.000 km nha, bên em đang bán với mức giá là 500 triệu nha các anh chị, 500 triệu. Anh chị sở hữu được một con xe cũng cực kỳ là rộng rãi và tiết kiệm, động cơ cơ 1.5 số tự động nha. Bên em đang có chương trình khuyến mãi là từ ngày 15 tháng 5 cho đến ngày 31 tháng 5 là sẽ giảm 5 triệu tiền mặt cho quý anh chị và khách hàng sở hữu xe tại cửa hàng Sài Gòn Ca nha. Nên quý anh chị và khách hàng nào đang có nhu cầu tìm kiếm một con xe thì hãy tới ngay cửa hàng Sài Gòn Ca để nhận ưu đãi nha. Suzuki Ertiga Sport 2021 chạy 24.000 cây, bên em đang bán với giá 500 triệu nha. Anh chị em nào yêu thích con xe này thì đến với Sài Gòn Ca trải nghiệm và lái thử nha. Rồi mời anh chị, quý anh chị và khách hàng vào bên trong để xem hôm nay Sài Gòn Ca có những xe gì mới nha. Đây, Kia Sorento máy xăng nha anh chị, bản máy xăng bản full 2016, bên em vừa về chiều nay nha, vừa về mang biển thành phố, quay cho anh chị xem con động cơ một con xe vừa về chiều nay. Xe vừa về nên tụi em vẫn chưa spa hay là dọn dẹp gì, quay cận cảnh cho quý anh chị xem luôn. Kia Sorento máy xăng bản full 2016, biển thành phố nha các anh chị. Con này vừa về nên tụi em chưa cập nhật giá, thì hẹn quý anh chị và khách hàng ở một video sau em sẽ cập nhật chi tiết con xe này nhé. Rồi thì bên này thì em đang có một con CRV trắng. CRV trắng thì chiều nay em đã nhận cọc rồi nha quý anh chị khách hàng, nên em sẽ xin phép không quay chi tiết con này. Rồi bên này thì em đang có cũng chiều nay cũng vừa nhận cọc Xpander 2019 nha, vừa nhận cọc chiều nay luôn. Thì hôm nay thì buổi chiều hôm nay thì rất may mắn Sài Gòn Ca chúng em nhận được sự ủng hộ của quý anh chị và khách hàng thì đã chốt cọc được rất là nhiều xe, một CRV, một Xpander này, Xpander 2019 này, và một Xpander Cross màu cam là cũng về với chủ rồi. Rồi ở phía sau đây thì nhà em vẫn còn một Suzuki Xpander nha các anh chị, vẫn còn một con màu nâu là 2020 nha, đi 20.000 km, bên em đang bán với mức giá là 585 triệu, con sơn màu nâu Xpander 2020 đi 24.000 km. Con xe này cũng cực kỳ mới nha. Rồi anh chị xem sơ qua phần nội thất nha. Một con xe đi 20.000 km, các chi tiết cũng rất là mới, cực kỳ mới nha các anh chị, con xe này rất là mới, anh em đang bán mức giá là 585 triệu, chi tiết còn rất là mới. Ô đô chuẩn 19.750 km nha. Rồi anh chị em nào yêu thích con xe này thì cứ đến với Sài Gòn Ca trải nghiệm và lái thử nha. Em xin nhắc lại, Xpander 2020 chạy 20.000 km, anh em đang bán mức giá là 585 triệu nha. Rồi kế bên em đây cũng là một con xe vừa về chiều nay nha các chị, vừa về chiều nay, Hyundai Accent 2020,
chạy xem ô đô con này. Em xem ô đô con này chạy bao nhiêu nè. 51.000 km nha các anh chị. Ô đô 51.000. Đây là Accent màu đỏ 2020. Bạn số sàn bạn đủ nha các anh chị. Bạn đủ là sẽ có đề nổ start top. Ô đô 51.000. Một con sedan hạng B cũng cực kỳ là tiết kiệm. Chi tiết cũng còn rất là mới. Mời về quý anh chị và khách hàng xem qua hàng ghế thứ hai. Xe đã lên rất là nhiều đồ chơi các anh chị. Có rèm che nắng này, rèm che nắng, và anh chủ đã lên lót sàn 5D cho mình rồi này. Xe vừa về nên cửa hàng chúng em vẫn chưa dọn dẹp và sờ ba gì nha. Quay chi tiết cho các chị xem. Đây là phần cốp của con xe này. Đây, một con xe vừa về chiều nay. Đây, sơ cua, đồ nghề còn đầy đủ nha các anh chị. Mời cho anh chị xem qua bằng treo keo chỉ của cấp sau nha. Zin từ đầu tới đuôi nha các anh chị. Ốc cốp còn chưa mở nè. Con này mang biển thành phố nha các chị. Chị em nào yêu thích con này thì chốt con này thì tiết kiệm cho mình được 20 triệu tiền biển nha. Em xin nhắc lại, Hyundai Accent 2020 chạy 51.000 km, mình em đang bán với mức giá là 388 triệu nha, 388 triệu. Anh chị em mình sở hữu được Hyundai Accent, số sàn bản đủ 388 triệu. Xe này vừa về nên tụi em vẫn chưa dọn dẹp hay là spa gì nhiều, nên hẹn quý anh chị và khách hàng ở một video sau em sẽ quay chi tiết con xe này hơn cho quý anh chị và khách hàng nha. Anh chị em nào yêu thích con xe này thì cứ hãy đi đến với Sài Gòn Car trải nghiệm và lái thử nha. Rồi, tiếp theo kế bên em đây, Sedona 2019 bản full dầu nha các anh chị, chạy 55.000 km, xe đi 55.000 km, bên em đang bán mức giá là 930 triệu nha. Màu vàng cát, một con xe cực kỳ rộng rãi nè, sang trọng. Con xe này rất là rộng rãi các anh chị. Bản full, hai cửa sổ nóc, rất là nhiều các option tiện nghi trên con xe này nha. Bên em đang bán với mức giá là 930 triệu. Anh chị em mình sở hữu được con Sedona 2019 full dầu nha, đi 55.000 km. Rồi, quý anh chị và khách hàng nào yêu thích con xe này thì cứ đến với Sài Gòn Car trải nghiệm và lái thử. Tiếp theo, kế bên em đây em đang có một con Honda City RS nha các anh chị. 2021 bản RS bản cao nhất. Form dáng cũng cực kỳ là trẻ trung nha anh chị, cực kỳ là thể thao. Đấy, biển số 72 Vũng Tàu. Bên em đang bán với mức giá là 499 triệu nha. 499 triệu anh chị em mình sở hữu được một con xe. Form dáng cũng cực kỳ là đẹp. Rất là thể thao. Rất là nhiều các option hiện đại trên con xe này nha. Hyundai City, Honda City. Xin lỗi quý anh chị, Honda City RS 2021, bên em đang bán mức giá là 499 triệu. Rồi. À, đây. Kia Cerato 12.000 km 2018, đi 12.000 km nha, cực kỳ mới. Hôm qua thì em đã chốt cọc con xe này rồi. Nên em xin phép không quay chi tiết con xe này. Rồi. Đây. Trước mặt quý anh chị và khách hàng cũng là một con Kia Sorento bản full dầu nha các anh chị. Đời 2019. Đi 42.000 km, bên em đang bán với mức giá là 765 triệu nha. Con này 2019 bản full dầu. Con vừa rồi em vừa quay cho các anh chị xem, vừa cập bến á, vừa tới salon á thì máy xăng, bản full máy xăng 2016. Thì em sẽ cập nhật giá của con đó sau nha. Đây. Anh chị tham khảo con này trước, Kia Sorento 2019 bản full dầu. Đi 42.000 km. Bên em đang bán với mức giá là 765 triệu. Cũng cực kỳ hợp lý, một con xe cũng rất là rộng rãi các anh chị, rất là rộng. Ở phía trên này thì em đang có bên em vẫn còn một Xpander Cross anh chị. Xpander Cross
2022 cực kỳ mới nha các chị, đi 12.000 km. Con xe này đi 12.000 km đời 2022. Bên em đang bán với mức giá là 655 triệu nha. Nước sơn màu đen rất là đẹp các chị. Inventor cross rất là đẹp. Đăng kiểm còn đến tháng 2 2025 nha các chị. Con xe này rất là mới. Anh chị em nào yêu thích con xe này thì hãy đến với Sài Gòn Ca trải nghiệm nha. Defender Cross 2022 12.000 km và em đang báo mức giá là 655 triệu. Rất là mới các anh chị. Rồi. Kế bên em đây thì em đang có một con Mazda 3. Mazda 3 2017 nha, màu vàng cát. Đang biển Bình Dương các anh chị. Màu vàng cát. Con này Odo đi em xem Odo con này. 50.000 nha các chị, 50.000 km. Bên em đang bán với mức giá là 438 triệu nha. Đây. Đây, mời anh chị xem qua khoang nội thất của con xe này. Đây. Mazda 3. Chi tiết còn rất là mới. Odo đi 50.000 km. Này, các chi tiết này, vân sần. Táp lô cũng rất là mới các chị. Ghế da nguyên bản theo xe. Ghế da cũng rất là mới. Đời 2017. Bên em đang bán với giá là 438 triệu nha. Cửa sổ trời còn hoạt động rất là tốt các chị. Cửa sổ trời còn hoạt động rất tốt. Các chi tiết vô lăng này, anh Đức quay chi tiết vô lăng cho quý anh chị và khách hàng xem, còn rất là mới. Có lẫy số sau vô lăng nha các anh chị. Đây, rồi mời anh chị cùng xem qua cái hàng ghế thứ hai cùng em nha. Đây. Đây là hàng ghế thứ hai của con xe này. Cực kỳ mới các anh chị. Ghế da còn rất là căng. Rất sạch sẽ. Trần nỉ nguyên bản theo xe. Màu vàng cát. Rất là đẹp anh chị. Em xin nhắc lại nha, Mazda 3 2017 đi 50.000 km, bên em đang bán với giá là 438 triệu nha. Anh chị em nào yêu thích con xe này thì cứ đến Sài Gòn Ca mình trải nghiệm và lái thử nha các anh chị. Cực kỳ là đẹp. Rồi. Mời anh chị, quý anh chị và khách hàng cùng theo chân em đến hàng xe tiếp theo của cửa hàng. Đây. Toyota Rush. Bên em đang nhận tập rồi nha, đang chờ rút hồ sơ rồi giao cho khách rồi. Đây. Đây, bên cạnh em đây là một cặp Mazda các chị. Cặp Mazda 3. Một phiên bản Mazda 3 Sport này. Bản hatchback và bản sedan. Em xin giới thiệu con này trước nha. Mazda 3 Sport 2019 đi 40.000 km nha. Đó, bên em đang bán với mức giá là 565 triệu. Anh chị em mình sở hữu được con xe này. Màu đỏ pha lê của Mazda cực kỳ đẹp các chị. Mang biển Đồng Nai. Đây, Mazda 3 Sport. Form dáng cực kỳ là thể thao các chị. Rồi anh chị cùng xem qua sơ qua phần nội thất của em nha. Xem nội thất của con xe này. Đây. Mazda 3 Sport nha các chị. Này, vô lăng còn rất là mới. Con xe đi 40.000 km. Đây, ghế da nguyên bản theo xe này. Táp ly, táp lô được bọc da hết. Mazda 3 có một thiết kế là đơn giản nhưng mà cực kỳ là sang trọng nha các chị. Rất là sang trọng. Các chi tiết còn rất mới. Đây, mời anh chị cùng xem qua cái hàng ghế thứ hai nha. Đây, hàng ghế thứ hai của con xe này. Ghế sau cũng cực kỳ là mới. Có cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai. Rồi. Em xin nhắc lại, Mazda 3 Sport 2019 đi 40.000 km nha. Bên em đang bán với mức giá là 565 triệu. Anh chị em mình sở hữu được một con xe form dáng cực kỳ là thể thao nha. Màu đỏ pha lê rất là đẹp. Anh chị em nào hợp phong thủy màu đỏ thì đến cửa hàng Sài Gòn Ca rước ngay con xe này nha. Rồi, tiếp theo
cũng là Mazda 3 nha cái gì, Mazda 3 Luxury 2022 nha. Con xe này cũng cực kỳ mới, đi 23.000 km nha các anh chị. Luxury, Mazda 3 Luxury 2022 đi 23.000 km, cực kỳ mới, màu đỏ pha lê cũng rất là đẹp các anh chị. Đó. Rồi mời anh chị cùng xem qua cái phần nội thất của con xe này nha. Đây, rất là mới các anh chị, phần nội thất rất là sang trọng. Rất là nhiều các option hiện đại trên con xe này nha. Ghế già cũng rất là căng các anh chị, lên sàn, bọc sàn 5D cho mình rồi. Rồi, đây, đây là hàng ghế thứ hai. Ở hàng ghế thứ hai của phiên bản Mazda 3 Luxury này là sẽ có thể rộng hơn, rộng hơn con Mazda 3 Sport nha các anh chị. Rồi, em xin nhắc lại, Mazda 3 Luxury 2022 đi 23.000 km và anh em đang bán với mức giá là 635 triệu nha. 635 triệu anh chị em mình sở hữu được con xe này. Đó, màu đỏ cực kỳ là đẹp. Rồi, bên đây em đang có một con bán tải, bán tải Titan. Thì con này của em cũng đã nhận cọc rồi và chờ rút hồ sơ, rút hồ sơ về cho anh trai ở Nha Trang nha. Rồi, rồi, đây là hàng xe cuối cùng tại showroom bên em. Một con xe thương hiệu từ Mỹ nha các anh chị, Chevrolet Trailblazer. Này, nước sơn màu bạc, đi 44.000 km nha. Bên em đang bán với giá là 680 triệu nha anh chị. Xe hai cầu, cực kỳ là cứng cáp và mạnh mẽ nha các anh chị, Chevrolet Trailblazer. Con này đời 2019, bên em đang bán với giá là 680 triệu. Anh chị em nào yêu thích con xe này đến với Sài Gòn Ca nha. Con xe này cũng cực kỳ là mới đó anh chị. Rồi, tiếp theo kế bên em đây là Kia K3 các anh chị. Kia K3, một con xe đi 11.000 km, rất là mới, rất nhiều các option hiện đại tiện nghi trên con xe này nha các anh chị. Kia K3 bản 1.6 Premium 2022, bên em đang bán với mức giá là 635 triệu nha các anh chị. Một con giá cực kỳ hợp lý cho anh chị em mình sở hữu con xe này, đi 11.000 km, form dáng rất là đẹp các anh chị, màu trắng rất là đẹp. Đây, đây là nội thất của con xe này. Đây, xem con xe này nội thất có gì này. Rất là nhiều anh chị, option miên man. Ghế chỉnh điện này. Đấy, có nhớ ghế hai vị trí nha các anh chị. Rất là nhiều option cho con xe này. Ô đô chuẩn 11.375 km. Đây, logo mới của Kia rồi nha các anh chị. Vô lăng cực kỳ mới, tích hợp rất nhiều nút điều khiển lạnh tay này. Đây, có lại số sau vô lăng này các anh chị. Cửa sổ chơi, cửa sổ chơi trên con xe này có tích hợp mà làm mát ghế này, sấy ghế này. Rất là nhiều các option trên con xe này các anh chị. 635 triệu anh chị em mình sở hữu được Kia K3 đi 11.000 km nha các anh chị. Bên em đang bán với giá 635 triệu bản 1.6 Premium. Anh chị em nào yêu thích con xe này thì cứ đến với cửa hàng Sài Gòn Ca trải nghiệm và lái thử miễn phí nha các anh chị. Rồi, tiếp theo Hyundai Elantra vàng cát 2017. Xe này đi Odo 41.000 km, bên em đang bán với mức giá là 465 triệu nha. 465 triệu anh chị em mình sở hữu được Hyundai Elantra. Màu vàng cát cực kỳ là đẹp các anh chị. Đăng kiểm còn đến tháng 8 2023. Mang biển thành phố. Anh chị em ở thành phố thì sở hữu con xe này tiết kiệm cho mình 20 triệu tiền biển nha. Rồi, con xe cuối cùng tại phiên báo giá của ngày hôm nay, Kia Rondo 2.0 máy xăng nha các chị, đời 2018,
Bên em đang bán mức giá là 488 triệu, một cái giá cực kỳ hợp lý cho anh em sở hữu được con xe này. Cũng rất là rộng rãi. Đăng kiểm còn đến tháng 5 năm 2024 nha các anh chị. 488 triệu, Kia Rondo 2.0 máy xăng nha các anh chị. Đấy, xe cực kỳ là đẹp. Thì cửa hàng Sài Gòn Car thì cũng giao rất là nhiều xe trong ngày hôm nay rồi các anh chị. Nên bãi thì cũng hơi trống rồi. Nên cũng đang cần thu rất là nhiều xe nha các anh chị. Anh chị em, quý chị khách hàng nào đang có xe còn bán này, hay là có người quen có xe còn bán thì hãy liên hệ với số hotline. Bên em sẽ thu xe mọi lúc mọi nơi và thu xe giá tốt cho các anh chị. Nên có xe thì cứ alo cho cửa hàng Sài Gòn Car nha. Rồi, em xin kết thúc phiên báo giá của ngày hôm nay tại đây. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý anh chị và khách hàng gửi đến cửa hàng Sài Gòn Car bằng cách cho tụi em xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ và theo dõi các video mới nhất của cửa hàng Sài Gòn Car nha. Rất cảm ơn quý anh chị.